Hẳn bạn đã từng nghe câu, khi có sức khỏe ta có ngàn ước mơ, khi không có sức khỏe ta chỉ có một ước mơ, đó là khỏe mạnh. Dù rằng ai cũng biết tầm quan trọng của sức khỏe, nhưng có rất nhiều người chỉ nghĩ đến sức khỏe sau khi đã mất nó. Một người mất đi đôi mắt sẽ hiểu được có đôi mắt sáng là điều kỳ diệu. Một người mất đi đôi chân sẽ biết được chạy nhảy trên đôi chân tự do như thế nào. Một người đang bệnh chắc hẳn sẽ ao ước trạng thái cơ thể khỏe mạnh. Bạn có thật sự cảm thấy sự màu nhiệm của sức khỏe mình đang có không? Mình đang nói với bạn bằng sự cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn của mình đối với từng bộ phận trên cơ thể. Nếu bạn có đủ lòng biết ơn, bạn sẽ biết nên làm gì. Liệu chút cảm giác nhất thời khi hút một điếu thuốc có thật sự quan trọng hơn lá phổi của bạn và sức khỏe của những người bạn yêu thương? Liệu một cuộc vui thú trên bàn nhậu có quan trọng hơn lá gan, dạ dày hay tâm trí sáng suốt của bạn không? Sức khỏe là món quà tuyệt vời. Ngoài những việc làm hàng ngày để duy trì sức khỏe như thói quen vận động, ăn uống lành mạnh, tinh thần thoải mái, chúng ta cũng cần cảm thấy biết ơn sức khỏe của mình. Và phép màu của lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta tiếp tục nhận được sức khỏe trong tương lai. Thực thi lòng biết ơn sẽ giúp bạn cải thiện thể lực, thính lực và tất cả các giác quan khác của cơ thể. Càng cảm thấy biết ơn chừng nào thì sức khỏe của bạn sẽ cải thiện chừng ấy. Càng vô ơn thì sức khỏe càng suy giảm. Bên cạnh việc cải thiện về thể chất, thì khi bạn hiểu rõ về những quy luật của cuộc sống, điều tuyệt vời nhất mà bạn có được đó chính là sự bình an từ bên trong. Bài thực hành ngày hôm nay thì mình thấy có phần giống với việc thực hành thiền buông thư, gửi năng lượng biết ơn và yêu thương đến từng bộ phận cơ thể trước khi ngủ. Lúc nhỏ mình cũng từng bị mất ngủ, nhưng từ khi biết đến bài thực hành thiền buông thư thì thay vì mất thời gian trằn trọc, khó chịu, mình dành toàn bộ thời gian quý báu đó để cơ thể thật sự nghỉ ngơi. Sau này thì mình không bao giờ mất ngủ một lần nào nữa. Phương pháp thiền buông thư này thì mình có chia sẻ trên kênh YouTube Cùng Ngân Sống An Nhiên của mình. Các bạn có thể tham khảo hoặc là search những video khác. Không biết là bạn đã có trong tay quyển sách phép màu này chưa? Ở trong này thì cũng chia sẻ rất là chi tiết. Ví dụ như mình đọc một đoạn nha. Hãy nghĩ về đôi chân mình. Chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống. Nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân. Chẳng hạn như giữ thăng bằng, đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục, nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe, và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, rảo bước xuống phố, đi đến sân bay hay đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thực sự cảm thấy điều ấy. Tương tự đối với đôi tay, những giác quan tuyệt vời của mình: khứu giác, vị giác, xúc giác, đôi mắt, đôi tai, bộ não, hàng tỷ tế bào của cơ thể và đặc biệt là trái tim. Phương pháp thực hành ngày hôm nay đó là: một, như mọi lần, hãy lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhiệm màu số 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Viết dòng chữ sau lên một mẩu giấy hoặc một tấm thẻ: món quà sức khỏe đang giúp tôi tồn tại. 3. Đặt tờ giấy với dòng chữ đó tại nơi bạn thường xuyên nhìn thấy trong hôm nay. 4. Ít nhất là 4 lần, hãy đọc những chữ này thật chậm và cảm nhận lòng biết ơn đối với món quà sức khỏe. Càng nhiều càng tốt. 5. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó.